Sau giờ quán nét nào mới khai trương cũng đều có phòng cúp hết thế nhở Nay mình được bạn dẫn qua đường D5 Bình Thạnh và cái tiệm nét Devil Gaming cũng mới khai trương gần đây. Ở đây thì cũng có tất cả các loại phòng ví dụ như nhà phòng Zoom, phòng VIP và đặc biệt là phòng cúp Cái phòng cúp thì nó kiểu khá là riêng tư ấy và ghế ngồi thì rất là rộng và êm nha. Đã thế lại còn chia một bộ tay nghe và bàn phím hồng cho các bạn nữ, một bộ đen dành cho các bạn nam đi chơi cùng bạn mà ngồi như thế này là hơi bị thích luôn á. Giá rổ ở đây thì cũng mới khai trương nên là có rất nhiều ưu đãi dành cho các anh em. Ví dụ như là chương trình đồng giá 6k một giờ từ 6 giờ sáng đến 12 2 giờ này combo đêm từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng mà chỉ có 50k thôi còn tặng thêm cho anh em một nước ngọt luôn. Ngoài ra thì anh em nạp càng nhiều giảm càng cao. Ví dụ nạp 50k sẽ tặng thêm 20%, nạp 100k sẽ tặng thêm 25%, còn 200k sẽ tặng thêm 30%, đặc biệt là anh em nạp 500k sẽ được tặng thêm 40% và một nước con trai đi nét thì thích quán nét là phải có nhiều game, chuột và tai nghe phải xịn. Còn tôi đi nét thì chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi. Không hiểu sao cứ bị thích ăn mì với các uống sting trong này ấy. Ê cuối tuần mà dẫn người yêu tới đây vô gaming hẹn hò là cũng chiêu lắm á nha. Vừa hạt rẻ mà ngồi điều hòa mát rượi, đồ ăn ngon mà quan trọng là còn được ngồi cạnh nhau nữa. Còn nếu mà ông nào không có người yêu thì phải có anh em chắc. Xét kèo tới ngay 49 đường D5 phường 25 quận Bình Thạnh để trải nghiệm quán nét xịn xò này nhé.